Quang Hải vào sân từ ghế dự bị, Bầu thắng trận thứ hai. Chiến thắng tối thiểu trước Valencia giúp Bầu FC thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ sau vòng 9 League 2. Trận này, Quang Hải được huấn luyện viên Thôn Lốt tung vào sân ở hơn 10 phút cuối trận. Chiến thắng quan trọng trước La Van giúp Bầu FC cắt đứt chuỗi trận chỉ hòa và thua. Thừa thắng xông lên, thầy trò huấn luyện viên Didier Thôn Lốt tiếp đón Valencia ở vòng 9 với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Trận này, huấn luyện viên Didier Thôn Lốt tiếp tục để tiền vệ Nguyễn Quang Hải trên băng ghế dự bị. Bầu nhập cuộc khá chủ động nhưng cũng không tạo ra được nhiều cơ hội trong hiệp 1. Thậm chí suýt chút nữa đội chủ nhà phải nhận bàn thua trong 45 phút đầu tiên nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Alexander Oliro. Qua giờ giải lao, hai đội tạo ra thế trận cân bằng hơn và bước ngoặt đến ở phút 48 khi trung vệ của Valencia, Matthew Dibuchi, cựu hậu vệ Arsenal nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Được thi đấu hơn người, Bầu gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Những thay đổi về mặt nhân sự đã phát huy tác dụng khi tiền vệ vào sân thay người Silves có pha kiến tạo thuận lợi để giúp Basu Amina ghi bàn ở phút 72. Bàn thắng dẫn trước giúp Bầu cởi bỏ được áp lực và thi đấu thoải mái hơn. Lúc này, huấn luyện viên Didier Thôn Lốt quyết định tung Quang Hải vào sân ở phút 80. Quang thời gian xuất hiện trên sân, tiền vệ người Việt Nam thi đấu xông xáo và góp công giúp Bầu bảo toàn tỷ số 1-0. Chiến thắng này giúp Bầu thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng sau vòng 9 khi leo lên vị trí thứ 14 với 10 điểm. Sau trận đấu này, Quang Hải sẽ đáp chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu giải giao hữu cùng với hai đội tuyển Ấn Độ và Singapore. Trong dịp FIFA Day, đội hình ra sân: Bầu FC, Alexander Oliro, Erwin Coffey, Naiso, Jean Ruiz, Jean Lambert Evan, Kes Bilsnat, Henry Seyvi, Sessi Danbida, Silves Hood, thứ 71, Monbasu Amina, Quang Hải phút thứ 80, Mohamed Zastara, Aziz phút thứ 80, David Gomis, Ibnu Ba phút thứ 71, Valencia, Gautier Alassonier, Geoffrey Capfao, Matthew Dibuchi, Jonathan Boutu Mananga, Quentin Likoci, Jason Bertomier, Mohamed Kaba, Noah Diliberto, Landry Nomo, Marius Navisi, Hugo Bonnet, ghi bàn, Basu Amina, phút thứ 72, thẻ đỏ, Dibuchi, phút thứ 48.